Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn chưa thể trọng đến ngưỡng 100.000 đô la sau khi bị từ chối ở mức giá cao nhất là 99.400 đô. Khi xem biểu đồ ngày của Bitcoin trên Coinbase, có thể thấy một bức tường lệnh bán dày đặc xuất hiện ở mức 100.000 đô và 103.000 đô la. Theo nhà phân tích Skill, giá thầu giới hạn đang tăng cao hơn với những người mua spot nhưng nguồn cung giao ngay tổng hợp là khoảng 100.000 đô la. Các chỉ báo của Material cho thấy cơ hội mua vào khi giá giảm đối với Bitcoin sẽ xuất hiện vào cuối tuần do độ dày của các bức tường bán gần 100.000 đô. Đồng thời các quỹ Bitcoin ETF spot sẽ ngưng giao dịch vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Bản đồ thanh lý Bitcoin từ Coinglass cho thấy mức giá chi 9.500 đô la là mức giá mà các nhà giao dịch bán không chịu áp lực. Và một điều cần lưu ý là phần lớn các lệnh bắn khống ở đây sử dụng đòn bẩy 50x và 100x. Nhìn chung, các vị thế có đòn bẩy cao này là các nhà giao dịch bán lẻ giá trị thấp, phải chịu thanh lý nhanh chóng. Vì vậy, với một lực đầy đủ mạnh từ thị trường future hoặc thị trường spot, giá Bitcoin có thể nhanh chóng cắt qua các vị thế này. Hiện tại, có một đợt mua mạnh mẽ từ người mua trên Coinbase, nơi cặp Bitcoin USD được giao dịch ở mức cao. Một số nhà giao dịch trích dẫn mức phí bảo hiểm Coinbase, tranh lệch giữa giá Bitcoin trên sàn giao dịch so với các sản giao dịch khác là một hiện tượng tăng giá. Một điều cần lưu ý nữa là hợp đồng tương lai Bitcoin của CME hiện đang giao dịch ở mức 99.600 đô. Điều này cho thấy giá giao ngay có thể tăng nếu giá hợp đồng tương lai CME đạt 100.000 đô. Thông tin tiếp theo, Ethereum đã bắt đầu tăng trở lại, đạt mức cao nhất là 3.400 đô trong 24 giờ qua. Mặc dù vẫn thấp hơn khoảng 30% so với mức cao nhất mọi thời đại là 4.800 đô la được ghi nhận vào năm 2021, nhưng được tăng giá gần đây báo hiệu một giai đoạn phục hồi sắp tới đối với Ethereum. Nhà phân tích Marki của CryptoQuant đã nêu bật sự khởi đầu của một mùa altcoin. Tốc độ lưu thông và tăng trưởng giao dịch của Ethereum là những chỉ báo cho đợt tăng giá này. Velocity, thước đo tốc độ lưu thông tiền xu trên thị trường, bằng cách chia lượng tiền xu lưu thông hàng năm cho tổng nguồn cung, thường tăng trong thời kỳ thị trường altcoin tăng giá. Mặc dù tốc độ giao dịch hiện tại thấp, chỉ khoảng 7 lần tổng nguồn cung, vai trò của Ethereum như một tài sản thế chấp chính cho các nhà đầu tư tổ chức sẽ đóng vai trò then chốt. Nhà phân tích nhấn mạnh, giá ETH tăng có thể kích thích tính thanh khoản của DeFi và xác nhận sự khởi đầu của một mùa an coi. Trong khi Bitcoin đã vượt qua Ethereum trong các đợt tăng giá gần đây, vai trò của Ethereum như một xương sống cho DeFi và là lựa chọn hàng đầu cho tài sản thế chấp của tổ chức, định vị ETH có ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, những thách thức như sự cạnh tranh từ các mạng lưới blockchain nhanh hơn và rẻ hơn như Solana, Tron và Aptos làm nổi bật những rào cản mà Ethereum phải vượt qua. Tuy nhiên, khi tốc độ của Ethereum được cải thiện, nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc tạo ra thanh khoản, mang lại lợi ích cho hệ sinh thái Ancoin Nhìn kỹ hơn là một trong những Ancoin nổi bật, Chainlink ủng hộ luận điểm về mua Ancoin Link đã ghi nhận bước tăng hơn 50% trong tuần qua, đưa giá giao dịch lên 16 đô la. Sự tăng trưởng này phù hợp với hoạt động ngày càng tăng của Ethereum, cho thấy động lực Ancoin rộng hơn các số liệu chính củng cố trường hợp này. Các địa chỉ hoạt động của Linh, một thước đo về sự quan tâm của nhà bán lẻ đã tăng vọt, tăng từ dưới 2000 vào tháng 10 lên hơn 5.000 vào ngày 21 tháng 11, tiếp tục củng cố lập luận về mùa an coi. Dữ liệu phái sinh của chuyên Linh cũng cho thấy những dấu hiệu tăng giá. Dữ liệu từ Coi Glass cho thấy mức tăng 7,76% trong lãi suất mở của Linh, hiện có giá trị là 294,88 triệu đô. Ngoài ra, khối lượng hợp đồng mở của Linh đã tăng 0,86%, đạt 726,97 triệu đô các số liệu này cho thấy hoạt động của nhà đầu tư tăng cao và sự tin tưởng và hiệu suất trong ngắn hạn của Linh. Tiếp theo là thông tin về đồng XRP. XRP tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, đạt mức cao nhất là 1,63 đô la. Động lực này vẫn tiếp tục với việc token này tăng thêm 40% trong 24 giờ qua. Nếu xuồng tăng vẫn tiếp diễn, XRP có thể sớm vượt qua mức cao nhất ở đỉnh thị trường năm 2021. Theo Coinglass, lãi suất mở của XRP đã đạt mức kỷ lục 2,47 tỷ đô la đánh dấu mức cao nhất kể từ khi thành lập. Cổ bốc này diễn ra sau mức tăng 32,4% trong lãi suất mở trong 24 giờ qua, phản ánh hoạt động và nhu cầu thị trường tăng cao. Sự gia tăng này được củng cố thêm bởi một làn sóng thanh lý bán khống. Trong 24 giờ qua, các vị thể bán khống trị giá 14,51 triệu đô đã bị đóng mạnh hơn so với các mức thanh lý mua. Chuỗi thanh lý này có thể là do khối lượng giao dịch tăng mạnh 177,99%, hiện ở mức 21,59 tỷ đô. Trong khi tâm lý thị trường vẫn chủ yếu là lạc quan, thì mức kháng cự đang xuất hiện khi một số nhà giao dịch chốt lời tạo ra rào cản tạm thời cho đà tăng liên tục của XRP. XRP đã chứng kiến dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử với Coglass Exchange Netflow báo cáo dòng tiền chảy vào là 23,72 triệu đô. Biến động này cho thấy những người tham gia thị trường đang chuyển XRP sang các sàn giao dịch để chốt lời. Hoạt động như vậy thường báo hiệu một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu đợt bán tháo chỉ diễn ra tạm thời, XRP có thể tiếp tục đạt tăng, định vị để vượt qua mức cao nhất mọi thời đại nhà phân tích blockchain Baker đã chia sẻ một quan sát quan trọng về biến động giá của XRP. Nên bật được điều chỉnh gần đây của XRP với mức Fibonacci 0,702 trong phạm vi giao dịch 2021-2024. Biểu đồ cho thấy XRP giao dịch ở mức dưới 1,16 đô la, chạm mức thoái lui Fibonacci 0,702. Mức thoái lui Fibonacci 0,702 được coi là ngưỡng quan trọng. Điều giáo của một tài sản thoái lui về mức này, điều đó cho thấy một điểm kháng cự tiềm năng có thể dẫn đến sự đảo ngược đợt thoái lui về mức 0,702 từ mức đỉnh cho thấy XRP đã phục hồi được một phần đáng kể mức lỗ từ những đợt giảm trước đó, thường được coi là điểm quyết định cho diễn biến giá trong tương lai. Ngay sau dòng tweet của blockchain Baker, một nhà phân tích nổi tiếng khác, ông cho rằng động thái của XRP tại thời điểm này là rất quan trọng, dự đoán một kịch bản tiềm năng khi XRP có thể tiếp tục quỹ đạo tăng. Nếu XRP duy trì đạt tăng, nó có thể đạt mốc 1,98 đô la. Điều này không chỉ cho thấy sự tiếp tục của đợt tăng giá mà còn có khả năng lật ngưỡng mức Fibonacci 0,702 từ điểm kháng cự thành vùng hỗ trợ. Và thông tin cuối cùng, Solana đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 264 đô la trong tuần này, vượt qua mức đỉnh của năm 2021. Sự gia tăng này trùng hợp với việc một số meme coin dựa trên Solana tăng hơn 100% giá trị trong tháng trước. Solana đã duy trì hơn 6 tỷ đô la trong hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung hàng ngày trong suốt tuần qua, đảm bảo 45% thị phần trên toàn thị trường. Sự gia tăng này là chưa từng có khi so sánh với các mạng khác, đặc biệt là khi Solana có phí giao dịch rất thấp so với Ethereum, BNB Chain và Polygon, một số nhà phân tích cho rằng giá Solana có thể tăng thêm. Lưu ý mức vốn hóa thị trường hiện tại là 121 tỷ đô la, vẫn thấp hơn 70% so với ETH. Mạng của Solana tự hào có tổng giá trị bị khóa TVL là 92 tỷ đô, mang lại lợi thế 73% so với BNB Chain, nơi nắm giữ tài sản trị giá 5,3 tỷ đô vào cuối tháng 7 cả hai mạng đều có TVL tương tự là 4,5 tỷ đô la, nhưng sự chênh lệch ngày càng tăng kể từ đó. TVL kết hợp trên các giải pháp Layer 2 hàng đầu của Ethereum như Base, Arbitrum, Polygon, Optimism, Blast và Linear cũng có tổng trị giá 9,2 tỷ đô la. Solana đã cố gắng đạt được TVL tương đương với 6 giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu của Ethereum bằng cách cung cấp rào cản gia nhập thấp hơn cho người dùng. Một phần quan trọng tạo nên sự hấp dẫn của Solana nằm ở sự tích hợp dễ dàng của các ví như Phantom và Solflare với các ứng dụng phi tập trung quan trọng, dẫn đến khối lượng giao dịch hàng tuần chưa từng có là 41,1 tỷ đô trên sàn giao dịch phi tập trung của Solana. Ngoại trừ Solana, tất cả 10 blockchain hàng đầu khác đều trải qua sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch phi tập trung. Diap Radar báo cáo rằng 29,3 triệu địa chỉ hoạt động duy nhất đã tương tác với Diap trên Solana trong 7 ngày qua. Để so sánh, Nia có 9,6 triệu địa chỉ OP BNB có 7,8 triệu và BASE có 4,6 triệu. Tuy nhiên, đòn bẩy có thể gây ra một yếu tố rủi ro khác đối với giá của Solana vì sự lạc quan quá mức của các nhà giao dịch future có thể dẫn đến việc thanh lý mạnh. Ngay cả mức giảm giá 5% trong ngày cũng có thể kích hoạt việc thanh lý một vị thế với đòn bẩy 20 lần. Tỷ lệ tài trợ cho hợp đồng tương lai Solana đạt mức cao nhất khoảng 4,2% mỗi tháng vào ngày 22 tháng 11. Đây không phải là mức quá đáng báo động, nó đã ổn định ở mức 2,4% hàng tháng đối với các vị thế mua ngay trên điểm trung lập. Mặc dù dữ liệu on-chain của mạng Solana có thể bị sai lệch do phí giao dịch thấp, hoạt động mạnh mẽ trong tiền gửi đi áp và khả năng phục hồi của thị trường future Solana cho thấy xu hướng tăng mạnh. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa, với có mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 264,5 đô la. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.